Xin kính chào quý bà con cô bác nông dân. Chào mừng quý bà con đã đến với kênh của chúng tôi. Hiện nay có rất nhiều vấn đề khiến bà con nông dân phải băn khoăn lo lắng. Có thể đó là vấn đề cây bị nấm bệnh hoặc cây phát triển kém, thiếu năng suất, nhưng sâu bệnh mới là thứ xuất hiện thường xuyên nhất trong các mùa vụ của bà con. Đây cũng chính là nỗi lo âu của bà con nói chung và người nông dân nói riêng. Để đập tan những lo âu và phiền muộn đó, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới bà con một sản phẩm đó chính là thuốc trừ sâu siêu sâu bờ, thuốc với các thành phần chuyên đặc trị sâu tơ, sâu vẽ bùa, sâu cuồn lá, bọ trĩ và sâu hồng đục trái. Tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bà con cách sử dụng để diệt sâu cuồn lá và bọ trĩ hại lúa ta pha 120 ml trong một hecta. Đối với sâu vẽ bùa hại cam ta nên pha 0,024%. Thời gian cách ly là 7 ngày. Lượng nước phun ướt đều cây trồng khi sâu đục trái mới xuất hiện giai đoạn của non. Quý bà con ai quan tâm và muốn mua có thể nhấp vào đường link phía bên dưới. Hoặc gọi điện theo số hotline để được đội ngũ tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý bà con đã lắng nghe. Xin kính chúc quý bà con câu bác sức khỏe dồi dào và một mùa màng bội thu. Hẹn gặp lại quý bà con câu bác ở một sản phẩm khác.